các bạn, hôm nay mình đi chỗ phà thêm bên Tân Lộc. Cái đang lớn lên nó mới không rồi, sáng trưng hoài vậy ta. Này đi cầu với mấy ông chú ở bên Cần Thơ qua. Hôm nay em cần thủ bên Cần Thơ qua giao lưu rồi. Bị đau rồi. Sáng trưng nhẵn hoài vậy. Dưỡng mình. Có ai? Không biết. Mà nay qua Cần Thơ. Hello. Những này kia giới thiệu luôn. Này nhà. Anh Tý luôn con, anh Dương nữa. Hello. Mọi người luôn. Bữa nay mọi người tương tác cho mày. Từ quen rồi mốt mày làm rồi được nè. Nay chủ là chủ. Mọi người đang ra cần. Sau đó là tới cần mẫu Dương và mẫu Tý cường. Nè cá mồi này nghe. Hello. Chia sẻ cùng mồi. Anh Sơn, anh Dương, anh Vương, anh Vương, VNV Vương. Vương ấy. Ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ. Hớt tóc. Chia sẻ mồi. Mồi con cá nguyên khôi. Ừ. Cám đủ thứ. Đủ thứ. Ừ. Đây là cục mồi siêu to khổng lồ. Hello cả nhà. Đây là chỗ cục mồi siêu to khổng lồ. Hello. Thấy xong cái là bỏ luôn khỏi câu gì. Hết mồi luôn. Cục này thấy xong trời là chết cá luôn. Cá vừa dính là dính bự bự người nè. Đó từ từ tôi phải nói chuyện rồi. Hôm nay là cậu tôi, cậu Út gì đó nha. Dưỡng Tư. Anh Tý ở xóm Gạch Sơn đó. Anh Tý này là anh Tý ở xóm Gạch Sơn. Kể từ từ nói không có gì. Anh Tý mắc bà lào hồi á. Rồi từ từ ha. Rồi ok. Đây là màn câu tôm đêm. Kết quả là một em tôm xinh tươi. Đây là em tôm càng xanh nha các bạn. Ui, em này to nha. Em này hơi bị to nha. Đây, em này hơi bị to. Rồi các bạn không, nãy giờ ngồi chuẩn bị chơi chơi không mà làm mấy em vậy nè. Càng to chưa. Này là tối nay là có mì giống hình rồi nè. Tối nay đại chiến luôn. Chơi thâu đêm. Ừ, rất nhiều. Chiếc vô xíu cổ rồi. Đây một cần ở đây. Đây à, ở đây thì mấy cây nữa. Tối nay đánh đêm. Tốt. Đó này cũng có hai bạn cuốn tham gia đây nè. Bên này cũng có thêm mấy cây nữa đây. Đây một cây nữa. Kia cũng có người đang cắm mà tối quá không thấy được. Trời ơi gì không xịn với đâu xịn. Đây một em ở đây. Nhiều lắm. Cái
hứng gì. Cá này là tôi đi thẳng vào. Dừng ngút lên cá nha các bạn. Từ 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 cá cóc. Cá cóc luôn nha các bạn. Từ từ thôi, từ từ thôi. Trời được rồi. Cầm cái phân chụp hình quay phân quay phải cắp nha. Đây là con cá cóc hồi nãy chín mà chưa quay quay không kịp cho các bạn coi. A few moments later. Câu đêm có dây tôm là dày cái là hết sảy. Ôi trời đèn tôm về thấy gì chưa? Câu lên là nấu mì luôn nha mọi người. Có chất lượng rồi nè, lấy đét nó cái. Trời ơi tôm kìa. Nhìn nó xuống là cái càng của nó nè. Cái càng này. Sao gọi hết đố? Hả? Hết. Vậy nè, lấy cầu dọn cho mồi chứ. Lấy chén rồi. Ba chén rồi. Ba bốn rồi đó. Để Nam nó xuống cận cái nương phóng mà đang thằng rồi. Cái cục này thật coi. Đây để gấp lên cho. Ô nó rụng hết rồi, nó rụng hết kè. Nè tôm không nè nghe mọi người. Nè nghe. Tôm xong không nó ngang. Không cái, phải dễ kiếm này, đâu à. Cái này là mì giống vỏ nha. Cái vỏ mì sao là cái mì chèn vậy luôn đó. Này là đầu bếp tí nấu đó nha mọi người. Tôm xong luôn á. Mình lên cốt rồi cũng hết chỗ rồi. Đó, Nam Vlog nha, ủng hộ Nam Vlog nha. Đó. Sao con lặn, còn con nữa, còn con nữa. Con nó nằm đầu trời. Nó lặn dưới rồi, chút xíu đi lặn sau đi. Lấy tay quậy hay gì. Nè. Lên luôn nè, lên luôn nè. Đây. Trời ơi, chất lượng nữa. Con này lên con kia lặn. Rồi xử đi, xử đi. Ok. Rồi thưởng thức nghe các bạn. Mời các bạn dùng ăn tối với mấy dượng cháu nha, anh em nha. Đây. Vui vẻ không vào ghen. Không ganh tị nghe, không chơi ganh tị à. Cho vô cháu á. Đây, để ngoài này. Vô, bu vô đó Nam. Xuống nè. Xuống cần nè. Vô. Rồi chưa? Bắt đầu rồi. Nè, thưởng cho Nam Vlog nè. Ờ, đây Nam Vlog. Nè, công của Nam Vlog này nha. Tìm cái càng ở đây. Đó. Nè. Quay qua mặt cho. Đưa cái chén vô quay chén liền. Quay chén cho cái. Ở đây, đây Nam Vlog. Đây là cái nồi. Sử đi, sử đi. Đây là cái nồi tôi ăn dịch càng. Thấy không thèm nha. Nhưng vậy không quạo nha. Giờ đây đi rồi. Sớm đây. Đó, đây. Chất lượng luôn. Tốt đâu. Con gấp rồi chứ để hồi hồi hoài luôn á. Gì không? Dạ, rồi. Trời ơi, nhớ chứ. Tự nhiên có chào mà trên đây mình muốn lập cho ta. Đây, tự sướng luôn đi. Mình cũng tự thử mình đi. Mình gấp cho ba mình cũng gấp cho mình cũng ngại lắm. Ok. Mời mọi người. A few moments later.
Đây nghỉ công cần đi, nghỉ công cần nha, nghỉ công cần nha các bạn. Cá quay ê ê không không quay trời đây nè dính nè hốt bạc hốt bạc nha trời ơi rồi vô nghe các bạn một em cá cấp cá này dưới đây hiếm lắm nha trời ơi đụng nó móc dưới lượng trời ơi to nha con này to nó móc có miệng sao mà nó móc xuống dưới đó đây là cần thủ đó đây là dụng thư mình nha cần thủ cần thơi đã xong đây có quá hợp lý luôn trời ơi cái này cá cóc nha chụp hỏi chụp chứng phát đè đầu luôn kẹt mẹ cục chị trong đây kẹt nó đi quan trọng con cá trước đi lọn cái tay vô cái miệng á cốt lọn cái tay con tay vô cái miệng á rồi gì cũng được thử đâu nó xảy ra về nó dính luôn dính ngay mép mới đè ghê chứ á lưỡi này móc ghê khó mở hôm giờ câu đêm dính nhiều lắm nha các bạn tại mình ngủ quên mình không có quay được các bạn thông cảm nha giờ mình sẽ quay nha trời ơi móc máu mè không ở đây giờ tao cầm mấy con vật cái dính không dính 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 chụp cái gì đây không con này tới đâu con đó bằng 700 gà trời ơi ok mình kết thúc video ở đây nha các bạn hôm nay đây là thành quả nè sau một đêm quần quại thì dưới đáy thu được 8 em cá cấp đây là những cần thủ đây tới giao lưu đây đây là những cần thủ cần thơi hello mọi người đó, đây hello đây là chủ ạc chủ kênh Nam Phan Vlog cái gì chủ ạc cái bọc trắng trắng đó đó nếu các bạn đã thích cái video này thì nhớ like share subscribe nha chào tạm biệt các bạn ừ đó đó